Trong nhạc Việt Nam của chúng ta thường thường người nhạc sĩ sáng tác họ chỉ sáng tác cái giai điệu và lời nhạc thôi, chứ phần đông họ không có nhiều về khái niệm sự di chuyển của hợp âm. Nhưng mà những nhạc sĩ nhạc rock như là Lê Ủ Hà, Nguyễn Trung Cang thì họ cố tình họ viết như vậy, sự di chuyển của hợp âm và cái intro của họ khi mà họ viết là chết với bài nhạc luôn. Cho nên những người nhạc sĩ hòa âm như Trúc Hồ sau này mà có hòa âm bài Một Giấc Mơ cũng không thể nào đổi được cái intro của cái bài nhạc Một Giấc Mơ. Đổi thì cũng được chứ không phải không, nhưng mà nó không có hay. Đó là cái hay của những người mà sáng tác. Và ngày hôm nay bài Kho Tàng của chúng ta sẽ được Quốc Khanh trình bày. Xin Quốc Khanh biết tại sao em chọn bài Kho Tàng của chúng ta. Quốc Khánh xin kính chào tất cả quý vị. Đối với những nhạc phẩm của ban nhạc Phượng Hoàng thì Quốc Khánh thấy đó được những triết lý tốt đẹp trong những lời ca của các chú đã viết, và hơn đó nữa là những bài hát này ghét những sự giả dối, ghét những tội ác, và đã truyền tới cho những đời sau này, nhưng những người ca sĩ nhạc sĩ như Quốc Khanh thế hệ sau này vẫn còn học, vẫn còn hát cho tới ngày hôm nay. Cho nên bài Kho Tàng của chúng ta, Quốc Khanh xin hát để chia sẻ cho quý vị một chút gì đó mà các anh các chú đã viết vào hơn 30 năm trước. Ok, kính thưa quý vị, kho tàng của chúng ta với những cái lời nhạc thật là tuyệt vời. Tôi xin mua lại căm thù, tôi xin mua lại lao tù. Những lời viết như vậy đã viết 40 năm về trước. Đúng như Quốc Khánh nói, những sáng tác của anh Lê Hồ Hà, Nguyễn Trung Cang đã hướng thiện, đã hướng cho con người có tình yêu giữa người và người sống một cách nhân bản hơn. Kính thưa quý vị, kho tàng của chúng ta. Cho ta cùng vui theo, ta sẽ
tình thương cho khắp quê hương. One more time. Ta sẽ chia khoáng tàng tình yêu cho anh em cùng dòng máu. Ta sẽ chia khoáng tàng tình yêu cho khắp quê hương. Kính thưa quý vị, đó là kho tàng của chúng ta. Và bài nhạc kế tiếp là bài nhạc rất là dễ thương. Khi hồi còn nhỏ chú Hồ có nghe chị Thanh Lan hát. Đó là bài Bước Tình Hồng với giọng hát Y Phương. Y Phương, em cho biết chia sẻ của em về bài Bước Tình Hồng. Trước hết là Y Phương xin kính chào quý vị có mặt đêm nay. Thưa anh Hồ cũng như là thưa quý vị, đối với em cái dòng nhạc của Phượng Hoàng là em rất là thích. Tại vì em được nghe bố em hay nhắc, rồi lớn lên đi hát thì được nghe các anh đàn anh đàn chị nhắc, cũng như là khi mà vào trung tâm A ra thì em cũng được nghe anh Nguyên Khang nhắc. Rồi bây giờ anh nhắc nhiều đàn anh đàn chị mình nhắc đến lắm. Thì vì sao hôm nay mà em hát cái bài ca khúc Bước Tình Hồng là bởi vì đối với em cái dòng nhạc của Phượng Hoàng, Nguyễn Trung Cang cũng như là Lê Hữu Hà, là cũng giống như Quốc Khanh, cũng như anh nói, cái lời, cái nhạc nó vừa triết lý mà nó vừa, khi mà nhạc tình ca thì mình thấy rất là lãng mạn, mà khi mà nhạc có những ca khúc mà em thấy đời sống rất là tươi đẹp anh Hồ. Vì thế hôm nay em xin được phép hát ca khúc Bước Tình Hồng gửi đến quý vị hôm nay. Yeah.
khắp trời. Tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi và ta sẽ chia yêu thương khắp trời. Tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Thank you. Xin cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, bài nhạc kế tiếp là bài Huyền Thoại Người Con Gái qua giọng hát của Tiến Dũng. Xin một tràng pháo tay cho Tiến Dũng. Huyền Thoại Người Con Gái, cái tên nó nghe thật là hay hả? À, đúng như vậy thưa quý vị, từ nhỏ đúng là ban nhạc Phượng Hoàng đang tung mình sân khấu thì lúc mà em cũng đang lẩm đẩm biết đi thôi. Nhưng mà lớn lên chút xíu thì nghe bố hát rồi nghe nhạc cũng nghe lén thôi, anh biết mà. Thì, sao bị cộng vô? Dạ, yes. Thì cái điều đó, cái mà sau này tìm hiểu thì em lại thích nhất cái điều ban nhạc Phượng Hoàng là họ đã Việt Nam hóa cái dòng nhạc rock đã được từ Tây Phương trở về. Hầu như tất cả bài hát của họ đều là tiếng Việt hết. Thay vì cái ban nhạc khác đều là sẽ hát nhạc cover, hát nhạc tiếng Mỹ, nhưng mà họ viết nhạc Việt, viết lời Việt của tất cả bài nhạc Mỹ và sẽ hát lại. Điều đó là một cái điểm em rất là... Có thể nói là ban nhạc Phượng Hoàng là ban nhạc duy nhất của người Việt Nam của chúng ta tiên phong trong nhạc rock. Tự mình sáng tác, tự mình trình diễn và ban nhạc chỉ có 4 người thôi. Và hai người chính là Lê Hồ Hà và Nguyễn Trung Cang. Huyền Thoại Người Con Gái sẽ qua giọng hát của Tiến Dũng ngày hôm nay. Loài mây trắng mang tóc em về trên chín tầng gọi nhau rồi.
Kính thưa quý vị, đó là Huyền Thoại Người Con Gái, và một trong những tác phẩm rất lãng mạn của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang là tác phẩm Thương Nhau Ngày Mưa. Ở Việt Nam chúng ta, mưa gắn liền với đời sống của mỗi người chúng ta. Hầu như người Việt Nam nào cũng có chút ít nhiều kỷ niệm với những cơn mưa lớn, cơn mưa nhỏ, cơn mưa đầu mùa, cơn mưa rào, và nhất là những cơn mưa buổi tối về đêm. Chúng ta đang lạnh lạnh, tự nhiên có một cái mì gõ gõ, mì đây, mưa xuống cái tự nhiên cái đau bụng. Đó là những cái kỷ niệm tuyệt vời của chúng ta. Và ngày hôm nay, tác phẩm lãng mạn đó sẽ được nữ ca sĩ Thiên Kim trình bày qua ca khúc Thương Nhau Ngày Mưa. À, dạ thưa, nãy giờ mà cái gì em muốn nói về bản nhạc Phượng Hoàng thì phần nhiều là anh Hồ với anh Tiến Dũng nói rồi, là em rất là phục, là vì những cái thời đó, đó là theo như em được biết, em làm research thôi chứ tại vì lúc đó em còn nhỏ lắm, là em biết là tất cả những cái băng nhạc mà thời đó thì họ những chơi những cái bài nhạc ngoại quốc thì anh đã Tiến Dũng đã nói rồi, nhưng mà sau này khi em lớn lên thì em nghe được những cái bài này thì em có một cái em rất là phục, là vì các anh đó là những người đi tiên phong về nhạc Việt Nam. Cái thứ nhì nữa là khi mà quý vị nghe những cái người ca sĩ giống như là đàn chị, nói là đàn chị nhưng mà tại vì trong nghề ca sĩ thì không có ai nói là cô chú hết đó, nhưng mà là đàn chị giống như là cô Thanh Thúy chẳng hạn, là mình biết là cô Thanh Thúy hát. Thì về ban nhạc thì khi mình nghe những cái bài của ban nhạc Phượng Hoàng là mình biết là của ban nhạc Phượng Hoàng. Cho nên là Thiên Kim rất là thích những cái bài của ban nhạc này. Và để liên tục chương trình, Thiên Kim xin gửi đến quý vị bài hát mang tên Thương Nhau Ngày Mưa. Khi lời nguyện khuất lấp
nghe lạc loài kiếp sống sao mọi mong như giọt buồn nước mắt mưa ngại ngùng héo hắt thương người về buốt giá trên đường xa bao là tình thấm thiết cho giờ này nuối tiếc thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi mưa từng ngày thướt tha mưa bàng hoàng xót xa còn mưa mãi giữa mơ vơ đắm trong chọn đời vẫn